Lúc Harry tỉnh dậy, mặt của Harry là máu không. Máu chạy ra tới chân luôn. Trong ký ức của Harry chỉ có lúc Harry tỉnh dậy, mặt của Harry là máu không. Máu chạy ra tới chân luôn. Xong rồi Harry lại xỉu. Lần thứ hai tỉnh dậy là y tá hỏi: "Anh ơi, anh tên gì? Xong rồi Harry chỉ nhớ là Harry không có sức để trả lời, xong rồi lại xỉu. Ngày thứ hai tỉnh dậy, thấy trên tay mình có một cái băng. Xong rồi Harry lấy lên để nhìn, trên đó ghi là hai chữ vô danh. Harry thấy bố mẹ xỉu. Gương mặt của họ rất là thật. Chưa kịp buồn, chưa kịp sợ là quỳ xuống ngay lập tức, kiểu bất lực, không tin. Tất nhiên là ba mẹ Harry sẽ không tin tại sao con của mình nó bị như vậy. Cái cảm giác đó, cái cảnh đó rất là kinh hoàng. Ở dưới con mắt của mình nó có một cái xương, nó như một cái chén nhỏ để nguyên cái con mắt này. Cái xương đó đã gãy hết rồi, đáng lý là con mắt nó sẽ rớt ra. Ok, bác sĩ nói vậy. Bác sĩ nói Harry đã quá may mắn khi giữ lại con mắt đó, bởi vì mặt của Harry bị té nặng quá. Lúc té là nguyên cái mặt nó sưng lên liền, cho nên con mắt nó bị kẹt ở trong mặt, trong đầu của Harry. Lúc xương này bị gãy thì dây chằng mắt của Harry cũng đứt. Lúc đó mắt của Harry nó bị lé qua một bên. Là khi Harry nhìn sang bàn thì một con mắt nhìn qua đây, một con mắt nhìn qua đây. Cho nên 4 tháng sau Harry được tiến hành phẫu thuật lần thứ hai. Đó chính là nối lại dây chằng mắt. Ban đầu thì tại vì tất cả mọi thứ nó đã quá may mắn đối với Harry, lúc đó Harry rất là tiêu cực. Harry nghĩ là ok, bây giờ mình sẽ không hoạt động trong showbiz nữa, mình sẽ không kiếm được tiền, và ba mẹ của mình cũng sắp già rồi. Rồi cùng lúc này mình lại trở thành gánh nặng của gia đình. Thì lúc đó Harry không muốn như vậy. Nhiều khi cũng muốn kết thúc luôn cái cuộc đời này. Nhưng mà rất may mắn, sau khi Harry được đưa về Đài Loan điều trị và bác sĩ cũng cho Harry rất nhiều hy vọng, niềm tin là ok, thực sự cái sự cố này, cái tai nạn này đối với một nghệ sĩ thì nó rất là nặng, nhưng mà đối với một người bình thường thì nó cũng chỉ là một tai nạn bình thường thôi. Nó chỉ làm cho mình xấu hơn thôi chứ không có gì hết. Với bạn bè và gia đình thôi thì một năm. Hồi xưa Harry là một người rất là thích ra đường, uống cà phê, gặp gỡ bạn bè. Nhưng sau cái chuyện đó thì lúc nào Harry ra đường, Harry cũng đeo khẩu trang, không bao giờ ngồi ở quán cà phê nữa. Lúc nào tới quán đó thì Harry sẽ order những gì Harry muốn, Harry mang về nhà, Harry tự xem phim trong nhà, Harry tự uống cà phê. Có những lần Harry đi gần nhà Harry thì Harry gặp hai bạn nữ. Một bạn thì nói: "Ê, Harry luôn kìa." Xong rồi bạn kia nói: "Ê, đâu phải đâu, Harry đâu có xấu như vậy." Thực sự rất là bực, bực lắm luôn. Giống như cái cảm giác đó nó giống như là mình bị sỉ nhục một cách rất là vô lý. Mình có bao giờ mình chạy vô bệnh viện, vô phòng cấp cứu, xong nói với những người bị gãy chân là: "Ôi, sao bạn không đi được vậy?" Cái cảm giác đó rất là kỳ. Mặt của mình nó bị té xe, nó bị như vậy rồi, bạn lại nói mình xấu nữa, rất là vô duyên.
Yeah, Harry biết điều đó. Harry nghĩ là nhà sản xuất chọn Harry với một lý do là nhân vật trong phim cũng bị tai nạn xe. Em thôi đi. Với Harry thì cũng rất là... Harry không biết đó là may mắn hay sao, nhưng thực sự lúc casting thì Harry cũng nói thẳng với nhà sản xuất là Harry lúc nào cũng sẵn sàng để bỏ vai diễn này bất cứ diễn viên nào thay thế cho Harry. Tại vì Harry không muốn cái sự... cái muốn của Harry phá hoại cái phim này. Harry lúc nào cũng sẵn sàng, nếu có ai có thể giúp cho phim này nhiều hơn Harry thì Harry lúc nào cũng sẵn sàng được thay thế. Dẹp nó qua một bên, đừng suy nghĩ tới nó nhiều. Xong rồi anh nha, lát tôi đưa về cho. Không, hết rồi. Bây giờ Harry hy vọng là sau cái tai nạn này thì giống như... Ok, để Harry đưa một cái example, đó là Mayu. Sau tai nạn đó, Mayu cũng có hợp tác với Harry. Lúc đó Mayu nói Harry là ok, bây giờ hết đẹp trai nhưng mà thấy diễn xuất hay hơn rồi đó. Harry hy vọng Harry hy vọng sau cái tai nạn đó thì các bạn có thể nhìn vào cái diễn xuất của Harry nhiều hơn một chút nữa. Thực sự những bình luận của cư dân mạng thì không có ảnh hưởng tới Harry nhiều. Lý do Harry nói là khiến cho Harry tiêu cực nhất đó chính là bản thân Harry. Là với một người diễn viên khi xảy ra tai nạn, cái chỗ bị thương nhiều nhất đó chính là mặt của mình. Không có chuyện gì nó sẽ tệ hơn cái chuyện này. Nhưng mà thực sự sau đó Harry nghĩ lại, Harry cũng rất là may mắn. Harry chỉ bị cái mặt thôi, chứ không phải là tự nhiên một giấc ngủ dậy mình bị mất đi một cánh tay hoặc là cái chân của Harry. Bây giờ Harry vẫn đi vận động được, chơi thể thao được. Đó là một sự rất là may mắn đối với Harry.